thứ nhất thì em đã kết hôn năm em 20 tuổi và hôn nhân của em kéo dài được 3 năm và em đã ly hôn năm em 23 tuổi. Em có mẹ chưa? Dạ chưa ạ. Kết hôn sớm quá em hả? Dạ, thì lúc tìm hiểu thì mình không có tìm hiểu sâu, có vài tháng tìm hiểu thôi, thì khi mà về sống chung thì nó nhiều cái xảy ra đó chị, nên mình cảm thấy không hòa hợp được nên em đã kết thúc. Không có con nó cũng là một cái điều mà nó làm cho mình thoải mái hơn, mình không bị vướng bận. Giới thiệu, tên là Huỳnh Nhân Thiên, năm nay em 31 tuổi, hiện tại thì quê em đang ở là Cà Mau. Em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Bình Dương, Thiên làm gì Thiên? Dạ, nghề chính của em là môi giới bất động sản. À, mùa này bán được không? Dạ, mùa này hơi ấy. Dạ. Bán cũng ra chậm ha. Dạ. Rồi, hy vọng rằng từ đây Tết bán khá khá, chút kiếm tiền lấy vợ nha. Dạ, dạ. Mời nhà gái. Nhà gái, giới thiệu về mình nào. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh và em chào quý vị khán giả và chào bạn bên kia. Em xin được giới thiệu, em tên là Tuyết Trinh. Em 30 tuổi, đang làm việc và ở Bình Dương ạ. Làm công việc gì? Dạ, công việc của em là kim trợ giảng make up ạ. À, trợ giảng make up hả? Dạ. Và em sống ở Bình Dương luôn hả bé? Dạ, đúng ạ. Vậy là gần mình luôn hả Thiên? Dạ. Hỏi coi ở đâu? Em ơi, em cho anh hỏi là em ở Bình Dương chỗ nào em? Dạ, em ở Thủ Dầu Một ạ. Công ty anh đang trang trọng ngay từ Cổng Bố á, lên đó cũng gần. Đi gần ha. Dạ. Hợp lý, không chừng chút mình đi xe chung về đó. Dạ. Rồi, em có điểm mạnh điểm yếu gì Thiên? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn. Em biết hát đòn và đặc biệt là nói chung là công việc gì nhà cửa, nói chung là em cái gì cũng làm được hết. Môi giới bất động sản mà ha, ăn nói cũng lưu loát rồi giao tiếp tốt ha. Điểm yếu em là gì? Em là có một cái điểm yếu là em ít có nói lắm anh, tại vì khi gặp khách em mới nói, còn như ngày thường như ở nhà thì em cũng nằm lướt TikTok coi Facebook này kia thôi. Để dành nói với khách hết rồi đúng không? Dạ. Rồi mời em gái. Nhà gái nói về ưu điểm của mình đi nào. Dạ, ưu điểm của em thì nấu ăn ngon với lại vui vẻ. Rồi khuyết điểm của mình là gì? Dạ, khuyết điểm của em thì những lúc mà kiếm không ra đồ, cái em bực bội trong người lắm. Trời đất ơi, tự bà cất nha. Tự bà cất đồ, bà kiếm không được, cái bà khó chịu. Người khác cất mà bà kiếm không được mới mệt đó. Không, cái đó mới là căng luôn á. Rồi, mình nói chút xíu về tình trường đi nào. Em bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em 3 mối tình. Mối tình thứ nhất thì em đã kết hôn năm em 20 tuổi. Và hôn nhân của em kéo dài được 3 năm. Và em đã ly hôn năm em 23 tuổi. Em có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Kết hôn sớm quá em hả? Dạ, thì lúc tìm hiểu thì mình không có tìm hiểu sâu, có vài tháng tìm hiểu thôi, thì khi mà về sống chung thì nó nhiều cái xảy ra đó chị, nên mình cảm thấy không hòa hợp được nên em đã kết thúc. Không có con nó cũng là một cái điều mà nó làm cho mình thoải mái hơn, mình không bị vướng bận. Rồi còn Thiên? Dạ thì em hiện tại là cũng trải qua 3 mối tình, một mối tình là thời sinh viên á, còn một mối tình nữa là cũng lên đi làm, còn một cuối cùng mối tình cuối cùng là mới quen được tháng 12 năm và người ta là khoảng tháng 12 là người ta lập gia đình, chia tay gần được khoảng 7 tháng. Vậy hả, cũng 3 mối tình trắc trở vậy. Dạ. Sau 3 mối tình thì mình thấy mình đang thiếu sót cái gì trong tình yêu hả Thiên? Trong tình yêu thì em thấy nếu mà nói tiếng yêu với nhau rất là dễ, nhưng mà quan trọng là mình có đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu cho người bạn đời của mình không mới là quan trọng. Em thấy bên kia đã có một lỡ chuyến đò rồi, thấy sao? Đối với em á, người đến trước đến sau ấy không quan trọng, người cũ người mới thì cũng chẳng sao. Quan trọng là mình, cái người của mình á, là có đi ai là người nắm tay cho mình đi hết chuyến đò còn lại. Đúng rồi, đó là người quan trọng. Cái này hay nè, đó, quan trọng là người nắm tay mình đi suốt cuộc đời cũng quan trọng ha. Ai, em gái, ôi dễ thương quá. Ta làm về người làm đẹp, nên người ta rất đẹp. Không lẽ từ đó tới giờ là không có tìm được người yêu nào? Dạ cũng có ạ. Có hả? Nhưng mà lý do em khó quá hay sao? Dạ không, mối tình thứ hai của em thì gia trưởng quá. Gia trưởng quá. Với lại ghen. Ghen nữa? Ghen. Mối tình thứ ba? Mối tình thứ ba thì người ta có người khác. Trời ơi, cái xinh đẹp vậy mà có người khác, nở lòng nào thiệt tình luôn. Ê, rồi bây giờ bỏ qua luôn. Mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào hả em? Dạ, cũng đơn giản thôi anh. Đơn giản là sao? Dạ, chỉ cần thấu hiểu và cảm thông cho nhau, biết chia sẻ. Có chiều cao rồi mập lùn này kia? Dạ, chiều cao thì tầm 1m7 đổ lên là được. 1m7 thôi. Được không Thiên? Em có mét 65 à? Dưới 5 phân. Được không? Thì để xem là về còn tính cách nữa. Tính cách nữa không? Có phù hợp. Tính cách bù thước đo đúng không? Dạ. Được nha Thiên nha. Ok. Rồi, bây giờ bà mối qua coi coi nhà trai tôi sao nè. Tôi thấy nhà gái tôi chịu rồi đó nha. Rồi, chào nhà trai. Trời ơi, 1m65 thiếu 5 gem nhưng mà nó bù lại được những cái khác nha em. Ăn mặc rất là đẹp, chỉnh chu, hợp lý với bên kia. Mặc đẹp hơn tôi nữa đó. Đó. Cái điều gì ở phụ nữ là mình không thích nè? Em không thích người phụ nữ hay ghen gì. Tại vì công việc của em á, có những lúc em đi làm tới 10 giờ. Và tại vì em bán sản phẩm hơi xa đó, em về cũng hơi khuya. Nên là thông cảm với em vấn đề đó. Nội trợ đồ này nọ, dạ, em có nhu cầu gì không? Dạ, nội trợ thì vấn đề đó là đơn giản, thì em làm được nên là không cần phải bạn nữ phải quan trọng vấn đề. Em đi tới 10 giờ về mà em đòi em làm được. Còn có những ngày mà em ở nhà chứ chị, em thường làm gì 4 rưỡi về.
Thôi em gặp người này làm đạp được hết á. Gặp một cái anh té xỉu vậy chị. Em làm được hết á. Ờ bây giờ mình hỏi về người thân đi, nhà trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi là có em gái của em. Em gái ruột á hả? Dạ. Em gái xinh rồi nha. Dạ con chào chú Quỳnh Linh với chị Ngọc Lan với tất cả anh chị đang có mặt tại đây. Em là em út của anh Thiên. Em thấy chị này cũng hợp với anh của em. Chị thương anh em không cần làm gì hết, tại vì anh em cái gì cũng biết làm hết trơn á. Cưới anh em là như là cưới tất cả người làm trong nhà vậy. Bởi vì cái gì anh em làm cũng được. Sửa nhà, nấu ăn rồi về tất cả mọi thứ là anh em rất là giỏi. Con em được ghê đó Thiên. Rồi sao thấy chị gái như thế nào? Dạ em thấy chị đẹp, nói chuyện dễ thương. Thấy ok đúng không cưng? Dạ em thấy ok ạ. À. Nhưng mà không biết chị nhìn anh em có ok không? Theo em thì chị nhìn anh em có ok không? Theo em thì chị nhìn anh em là chắc ok. Cảm ơn em. Rồi nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với chị họ. Bé này nó make up cho mình lần nào chưa ta, sao mình thấy nó quen quá. Dạ chào nhà gái ạ. Em xin phép chào anh Nguyễn Linh với chị Ngọc Lan. Em là chị của Trinh. Thì nói chung là em nhìn bạn trai bên đây thì về cái hình dáng bên ngoài cũng ok, cũng được. Nhưng mà em nói trước là em gái của em nó rất là giỏi. Cái gì nó cũng giỏi hết. Về nấu ăn rồi nhà cửa tất cả mọi thứ ngoài công việc đi làm thì rất là giỏi. Cái gì cũng giỏi hết. Nhưng mà nó gặp rất là nhiều tổn thương. Nên là cũng hy vọng là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu lớn. Cảm ơn chị. Thôi thì bây giờ chúng ta mở rào cho đôi trẻ gặp nhau để tìm hiểu nhau ha. Mở rào. Bắt đầu từ đây là của em đó Thiên. Dạ, món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng anh. Rồi, bây giờ hai bạn ngồi đối diện với nhau đi. À, em nhìn anh là em cảm nhận như thế nào? Em thấy cũng được. Em ở thủ Dầu Mộc mà khúc nào của thủ Dầu Mộc? Dạ, ở cách mạng tháng 8. Anh thì ở Dĩ An. Nói chung là từ khoảng cách của anh lên em chắc cũng gần. Nhưng mà công việc của em nó hạn chế thời gian vậy đó. Em làm việc từ sáng cho tới tối. 8:30 em mới xong việc. Có khi đến 9:00 tối. 1-2 giờ khuya nữa. À, anh thấy cũng không có gì. Tại vì nếu mà công việc của em đúng không? Mà thời gian không có gì, ví dụ em có cần anh hỗ trợ thì anh sẵn sàng. Anh không ngại thời gian đâu. Dạ. Rồi, em hỏi đi, khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn? À, đối với anh á, anh lên đây á là anh rất là nghiêm túc chứ không phải là đùa. Vì đấy là nếu mà em có cho anh cơ hội là khoảng bao lâu chúng ta kết hôn được? Trong vòng 1 năm luôn anh. 1 năm. Tại vì năm sau á là năm học tuổi, nên là anh hy vọng có thể trong năm sau. Em tiến tới đi, nắm tay bạn gái hát cho mày nghe đi. À, em có thể cho anh xin được nắm tay không? Như thế rồi. Nhìn bạn gái nắm hai tay này Thiên, nhìn bạn gái hát cho bạn gái nghe đó. Anh thì không có biết hát nhạc, anh chỉ biết hát cổ thôi. Tại vì quê anh Cà Mau là chuyên về cải lương. Thì anh cũng hát tặng em một bài hát. Bài hát được mang tên là Ai Cho Tôi Tình Yêu. Dù biết tình yêu không thể giáng sinh cũng không hề dài mừng. Sao từ bóng tối cô đơn tôi vẫn thầm mong có người nhắn tâm chân tặng cho mình. Tôi sẽ mở rộng vòng tay chào đón một cung hình. Xin hãy cho tôi tròn câu mơ ước, một mảnh trăng về khi một mảnh đón đưa nhau. Nết lang tang trong dạng chiều mưa, dặn nét vô tư lạnh cả tâm hồn. 31 tuổi đời nên mãi cô đơn, nên dặn gọi tên mà tuyển chưa đổ bên. Trời ơi hay quá. Ngọt cũng biết lùi luôn á. Rồi, được rồi. Hai bạn về chỗ nào? Hãy đưa ra quyết định của mình bằng cách bấm nút nha các bạn. Bấm bằng cả trái tim của mình. Nếu các bạn thấy thích thì chúng ta sẽ bấm. Còn nếu chúng ta thấy đây không phải một nửa mảnh ghép của mình, chúng ta không cần bấm. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Tôi nghĩ chắc là những cái lời ca tiếng hát vừa rồi đó đã là một cái cú cuối cùng để bạn gái đưa ra quyết định. Hãy nắm tay nhau, chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Đúng rồi, một nụ hôn đầu tiên. Quá. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn.
các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói nước lau sàn, nước giặt. Anh Lan ơi, từ nay biết không, em có biết chuyện em sanh ra trai hay con gái của cái người mẹ sinh con mà người đó sinh được con trai hay là sinh được con gái là do cái gì quyết định? Theo Linh thì do cái gì quyết định? Do ông trời. Chết rồi. Bởi vậy ông trời đã đâu thì chịu đó là đúng rồi đó. Cái việc mà một người phụ nữ mang thai và sinh con trai hay con gái, cái việc họ đẻ được con nào là do người chồng quyết định, là do cái câu chuyện về di truyền sinh học, là người chồng, người cha là cái người quyết định trong cái câu chuyện đó, là tạo tác ra một cái bào thai là con trai hay con gái dựa trên các cái thông tin về di truyền, về ADN, về nhiễm sắc thể. Thì cái này là kiến thức rất là căn bản mà các bạn đã được học ngay từ hồi trung học cơ sở luôn ấy. Cho nên là khi chúng ta học những cái điều đó không chỉ đơn giản là chúng ta trả bài cho thầy cô rồi chúng ta có cái điểm là xong, mà mình học như vậy để mình hiểu là khi mình gặp cái người mà người ta đổ lỗi cho mình như vậy thì cái người đó thật sự không có xứng đáng để bạn có thể đi tiếp. Rồi thế mình em điện thoại ra bên ngoài cái điện thoại của bạn này. Em tắt điện thoại được không? Mình đây chạy ra lấy điện thoại bằng nam gì? Bài để dưới đồ luôn, để dưới đồ. Ok, tiếp nha. Rồi. Em gọi tiếp theo là cái giải quyết trùng gì thôi. Có mấy người kia làm gì hồn? Ừ, mình vẫn không hiểu tại sao bên ngoài nó ồ, nó hổ lại tới như vậy. Đây là bên ta. Này, bà nghĩ là em không nghiêng cái đạo sao? Anh ơi, cái này tắt giùm em đó hả? Cái gì tiếp tiếp hoài. Để cho dễ á, mai mốt trước khi vô xếp quay nha, các bạn nào á, mà trước khi khách mời nha thì giữ luôn điện thoại của khách mời, vì khách mời người ta không có, người ta đâu có nghĩ là người ta phải tắt điện thoại, cho nên là rồi, sản xuất nha. Bạn nữ có cầm điện thoại đó không em? Có luôn đi em chưa? À, rồi, ok. Ai trước khi khách mời thì giữ luôn đó, cho khách mời lên xong sẽ quay. Lên to lên, lên to lên nha, cho bạn nằm đi nghe. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Ok. Rồi, nhưng mà thôi thì đó là quá khứ ha. Vậy thì là bây giờ em bé là đang ở với ai? Nè, thôi con lấy cho mong. Nè, là đang ở Bình Phước. Vậy thì em ở đây nên là ở một mình. Công việc của mình hiện giờ là tốn nhiều thời gian không? Thì con xuất lượng việc của con là hình con xuất hàng. Có lúc mình còn tăng ra cho stream. Là mình cũng rất là ít thời gian để có thể đi đây đi đó, đi tư hẹn hò đúng không? Nếu mà yêu ra đó thì con sẽ sắp xếp à, nếu yêu thì sẽ sắp xếp công việc rồi. Giờ sương sương vậy rồi sao? Giờ nó thả lỏng đó nè, sao ta thẳng dữ thế? Rồi tình trường của mình thì sao? Thì cũng có ba mối tình. Mấy mối tình? Được nè, rồi. Ờ, mà em nghĩ có mấy mối tình là đầu thì em cũng có. Còn tới thì em đã tỏ tình nhưng mà người ta muốn được tối. Sao vậy? Thì em thì thương thì nó thương, không thì em nó học. Mà ngoài thì biết phát ra vậy. Em mối tình thứ hai thì cũng gặp để. Ủa quay từ từ. Vậy cái mối tình đầu là mình nói thương người ta à, người ta không chịu. Từ sao mà ta cũng chịu, biết không? Ta có nói cho mình nghe lý do ta từ chối không? Không luôn. Năm đó mình nhận được đi dạ lại khi học. Là thật ra có nói không? Em cũng có nói. Mà người ta không chịu. Người ta nói đã mình nói là chưa muốn lấy chồng. Ờ, là một cách để từ chối khéo, đúng không? Năm đó mình nhiêu tuổi mà mình có mối tình đầu, mình tỏ tình ra. Lần đó em cũng em 3 tuổi rồi. Ờ, cũng được rồi, em 3 tuổi rồi cũng được, được giữ rồi đó. Rồi sau đó là bao nhiêu lâu có thêm cuộc tình thứ hai? Khoảng 2 năm rồi. Tình em thì cũng dạy em thương thầm thôi. Rồi sao suốt ngày em đi thương thầm người ta cũng vậy mà chưa cái gì mà nó ồn ào lên đi? Từ chối gì đó, cũng nấu, cũng nấu nhưng mà cái người ta từ chối. Cũng nói miếng mía gì đó. Rồi cái cô thứ hai của từ chối còn nói làm sao kia? Cô thứ hai thì đúng nói bà anh là chỉ là anh thôi. Thì kia rồi thì cũng thì em cũng biết rồi đó. Thì cũng qua lại nói
cũng nói chuyện thời gian rồi tới ngày hơi mới gặp này nói thì anh tiếc cái công lao đào hao thả cán có thả được những hồi đàn hương cán không? Không đúng không? Thì không có tình bố thì rồi không có tình bố thì tương hơi sâu đậm với anh chút mấy năm thì cũng không có thời gian cũng vậy cái lớn của em nó là sao đó nữa cái số gì ở đây ông ơi nhưng mà mấy năm không được một năm nữa không được một năm nữa tương như cũng thương người ta nói lại em bài đó cảm cho em ai người ta biết đáp rồi cái đầu ta nữa nói này nữa khi anh nói anh nói nếu này nếu anh đồng ý thì cho cái hẹn cưới mà cái đó nó nói một năm hai năm hay ba năm sau thời gian cái nó nói ba năm đi rồi sau đó xong cái nghĩ liên lạc luôn rồi cái nó nhắn tin là chia tay với luôn cái năm đó là mình đó là buồn dữ dằn rồi qua là nhậu dữ dằn luôn từ tự nhiên buồn cái đi nhậu tự nhiên đó năm đó nhậu cái hôm qua đó là suy nghĩ lại luôn suy nghĩ sao nè cũng không có gì đâu mình hồi coi buồn bám cửa thì tỉnh lại thì mình tỉnh lại cũng có gì chuyện gì cũng qua thế em sẽ rồi cái năm xe tay với người yêu đó là một mai quen quá em mất luôn rồi còn có tính là có người nghĩ yêu là con người nghị lệnh là anh sẽ cưới em đánh em làm quen mà quen tính tức là quen làm quen cưới không có quen qua chơi với người ta nghiêm túc đàng hoàng đúng không ừ kệ nó thương không không có thôi đánh em nhìn nó một hai hai còn coi mình sẽ thấy đến đầu là qua đợt sau là nếu là có em cũng dễ nói với gia đình tại vì em thương chị hai em nhất mẹ em mất thì để chị hai lên mẹ em chị bà cũng bè lá trên cha thì cảnh thường khó lấy cũng bảo cũng thương em như là cái gì bà chị hai thì là cũng thấy được kia rồi biết chị buồn quá lắm là mình coi cái người này là coi không được đó mình coi lại đi để chị hai cũng nói như vậy nói như vậy là được phải tập thì sao hai bà chị biết hai bà chị gặp cái cô đó hay là đi coi tuổi với bà ta hát đồ em nghe thì em muốn có cho hình cho mà nó vì sao coi cái hình thôi mà hai chị biết là người ta không tốt hay gì là cái đặc điểm nào trong cái hình mà hai chị nhìn hai chị cảm giác như vậy cái chị đó nói là chị ghét cái thành cao lắm mà thì ông chỉ là thôi bà tư vấn cái này còn rồi đúng như suy nghĩ của em luôn một thời gian em cũng có vấn đề là em cũng biết là em thương là nhỏ cái lòng nó thương em sẽ cưới những cái mà rồi cuối cùng chị ra thì nó đối cùng rồi cuối cùng mình chia tay người ta hay là người ta chia tay mình là chia tay có nghĩa là thực ra là mình cũng chưa kịp chia tay đâu người ta chia tay mình vì lý do gì mình cũng không biết luôn không biết luôn tự nhiên qua ăn tết xong bắt đầu nhắn tin qua cái chương trình chia tay thì lúc đó cũng buồn bao cũng buồn lắm rồi với nhà cháu bữa là nói chung đó là ai còn kháng đương châu rồi hết buồn là bao bữa là lại ta bảo cũng buồn rồi tới khi nào hết buồn thiền luôn thiền là hết buồn luôn dứt điểm luôn dứt điểm thì cũng cả năm sau cả năm sau rồi giờ ngồi những năm sau mà những nhớ quà trời đất ơi ông ngồi đây ông những gì hẹn hò với một người mới rồi ông ngồi đây mới sao em còn nhớ người cũ quà rồi sao lát nữa chúng ta nói với được không ai thì suy nghĩ nhớ thì chứ tại suy nghĩ vậy thôi tại suy nghĩ vậy thôi đúng không chứ giờ mà có người yêu là có nhắc người cũ cho người yêu nghe không không nha giờ bây giờ mình thử mình đoán thử cái kia mình thì không có được nghe người ta giải thích nhưng mà theo em đoán là người ta chia tay vì lý do gì chắc là tại nghèo cỡ nào lận nghèo vì sao hai người chị nói là người ta yêu mình người ta lợi dụng mình thì tám em thì đó là con gái cái gì con chị quá mà nhà cái gì hay gì vừa thôi thì có tiền nhưng không thấp có này kia thì qua bạn kia rồi bạn mua bạn đứng kia thì em nhận mua bình thường thôi mà tự thông
cũng có nói nhóm mé với cái chuyện nghe anh thôi thôi. Để anh kể lần cảm em cho biết gì đó là kể rồi. Qua Tết đi với thằng Thầy Mùi. Tức là bạn đã về nhà mình chưa, lần nào chưa? Chưa, chị ở trên thành phố. À, chị có biết sương sương vậy rồi thôi chia tay được. Rồi em cũng không nói với ba. Nói như là sợ buồn là cái hối quà. Cái nặng thứ vợ, cái thứ vợ. Là ba đang hối thứ vợ đó đúng không? Rồi từ bữa chia tay cô thứ ba tới giờ là bao lâu rồi nè? Khoảng 2018. Trời ơi, làm như là 5 năm rồi. Đầu 3 ngày, một Tết là 2018. Cái mình nhớ quá rõ luôn. Rồi, là dừng ha. Vậy thì cho hỏi là mỗi khi em buồn là em đi nhậu hả? Không, bây giờ cấp này em buồn là em lao công việc đi làm. Ừ, đúng rồi, mỗi buồn mình đi kiếm tiền đi rồi. Bây giờ mình nghĩ buồn mình kiếm tiền. Đúng rồi. Là nên chọn cái buổi tối là làm em đem chiến tình. Hoặc sự ban ngày em làm gì? Cũng làm có. Em làm buổi tối thôi, còn ban ngày em không làm gì hết. Rồi ban ngày thì ngủ như mai mốt mình có người yêu hoặc là mình có gia đình thì ban ngày mình nghỉ hay là ban ngày mình phụ gia đình, phụ vợ nè. Thì có người yêu thì khác. Khác không? Khác. Hứa không? Hứa.